này có một nữ nhân như vậy sao? Trùng phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng có chấp như chưa tin vào ý Phật. Thủy chiều lên phi điều bay cao, trần gian không còn ai ố. Huyền một kiếp độ nàng thoát tam đồ.